8 tỷ đô la Mỹ mua sắm chỉ sau 12 tiếng trong ngày lễ độc thân. Tính đến 12 giờ 30 ngày 11 tháng 11, người tiêu dùng tại Trung Quốc đã chi ra hơn 196,38 tỷ nhân dân tệ, tương đương 28,1 tỷ đô la Mỹ để mua sản phẩm trong ngày siêu giảm giá, được hãng thương mại điện tử Alibaba và các công ty con của mình tổ chức thường niên vào ngày 11 tháng 11. Đây là dịp Alibaba giảm giá tất cả các sản phẩm của mình, bao gồm các thiết bị gia dụng, đồ điện tử hay thậm chí là cả xe ô tô. Như vậy chỉ trong hơn 12 giờ Người dùng tại Trung Quốc đã chi ra số tiền gần bằng với toàn bộ số tiền mà họ đã chi tiêu trong ngày 11 tháng 11 năm ngoái là 30,8 tỷ đô la Mỹ và con số này vẫn tiếp tục tăng nhanh. Điều này gần như chắc chắn Alibaba sẽ đạt kỷ lục mới về doanh thu trong ngày lễ độc thân năm nay. Đáng chú ý, chỉ trong chưa đầy 30 phút sau khi ngày mua sắm siêu giảm giá chính thức được mở cửa, người tiêu dùng tại Trung Quốc đã chi ra số tiền lên đến 10 tỷ đô la Mỹ để mua sắm các sản phẩm sự kiện siêu giảm giá ngày lễ độc thân được Alibaba tổ chức lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 11 năm 2009, như một chương trình quảng cáo và tiếp thị, nhưng sau đó đã được tổ chức thành một sự kiện thường niên khi nhận thấy sức mua lớn từ người dùng trong ngày này. Đây cũng là dịp mà nhiều người dùng Internet tại Trung Quốc rất chờ đợi và háo hức, để có thể săn được những món hàng mà mình yêu thích với mức giá rẻ. Nhiều người đã chấp nhận thức khuya hoặc thậm chí thức suốt đêm ngày 10, dạng sáng ngày 11 tháng 11 hàng năm, để có thể canh được những món hàng giảm giá nhiều nhưng số lượng hạn chế.